học sinh mùa Covid-19. Mùa phục sinh lại về trong tang tóc, lúc bao người đây đó gặp đau thương, khi tử thần gieo rắc lắm thê lương, toàn thế giới đang sống trong hoảng sợ. Đã phục sinh, Chúa sống luôn muôn thuở. Từ ngôi trời Ngài nhìn thấy thế nhân và lắng nghe tiếng than thở trào dâng, lời thống hối của thánh nhân khắp đất. Ngài thấu hiểu niềm đau buồn chất ngất vì chính mình từng kinh nghiệm thương đau. Nhưng Ngài đang cho phép dịch lan mau để dục giả muôn người tìm cứu rỗi, khiến dân Ngài ăn năn bao tội lỗi, để niềm tin được bùng cháy phục hưng. Sau phúc âm danh đấng Christ tuyên xưng, niềm hy vọng nơi nước trời vinh hiển, là đấng sống quyền năng Ngài bất biến. Chúa đang cầm chìa khóa của âm ti, vì đã từng đắc thắng các quyền uy trên tật bệnh và vuốt năm thần chết. Vì dân Chúa, chúng ta đừng mỏi mệt, mang tin lành đến những kẻ quan tâm, đang mềm lòng mong tìm biết phúc âm, đưa họ đến Giê-xu nguồn sự sống, là chân quan thế nhân đang trông ngóng, đấng chữa lành thắng bệnh tật ma vương, đấng phục sinh ban cuộc sống thiên đường, niềm hy vọng cõi trường sinh bất tử. Hỡi Covid nọc độc ngươi hung dữ, đang tung hoành cướp mạng sống nơi nơi, nhưng rồi đây sức nó sẽ tàn vơi khi đến lúc đấng phục sinh ra lệnh. Bởi đại quyền Ngài đánh tan dịch bệnh, thánh linh Ngài đỡ dậy những người đau, đấng ủi an khiến sầu khổ qua mau, xuân thiên thượng mang yên bình trở lại, trong danh Chúa Satan luôn thất bại. Amen. Mục sư Nguyễn Duy Tân.